Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bề dày thành tích của ông tướng Phạm Bá Hiền Ngày 8 tháng 6, trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Lưu Trọng Văn có bài Ông Hiền là ai và lên lon thiếu tướng Nhà báo liệt kê các sự kiện có liên quan đến nhân vật Phạm Bá Hiền Theo đó, ngày 8 tháng 5 năm 2018, báo bảo vệ pháp luật đăng bài Cụ bà thỉnh thoảng bán rau, xây biệt thự khủng, trong đó có nội dung sau Ông Phan Tiến Dũng, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện cho biết, trước đó anh này, tức ông Hiền, vẫn làm buôn bán thị trường vải trong Sài Gòn, sau đó mới xác nhập vào công ty của Bộ Quốc phòng. Khi xác nhập thì bắt đầu anh này mới nhảy sang quân đội. Tiền để làm những căn nhà này thì bình thường, trong Sài Gòn có rất nhiều nhà như ở đây. Hình ảnh status trên trang cá nhân của nhà báo Lưu Trọng Văn. Ngược thời gian xa hơn, ngày 22 tháng 8 năm 2002, VN Express đăng bài khởi tố vụ trốn thuế tại công ty Thăng Long. Theo đó, cơ quan điều tra hình sự quân khu thủ đô thực hiện xem xét hành vi trốn thuế tại chi nhánh 3 công ty Thăng Long thuộc Bộ Quốc phòng. Đồng thời ông Phạm Bá Hiền, phó giám đốc chi nhánh cũng bị khởi tố bị can. Chi nhánh này đã trốn thuế nhập khẩu hơn 1,18 triệu mét vải và hàng trăm ngàn tấn sợi, đồng thời còn sửa tờ khai xuất xứ hàng hóa CO dùng giấy tờ và con dấu giả, nhập thừa 310.000 mét vải và 4.100 kg vải vụn, tổng trị giá hàng sai phạm là 560.000 USD. Nhà báo cho biết, theo báo thanh niên mà VN Express đăng lại, thì hồ sơ về vụ phạm pháp xảy ra tại công ty Thăng Long, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy đơn vị này đã liên tục vi phạm các thủ tục hải quan, tài chính khi nhập khẩu hàng. Riêng chi nhánh 3 chỉ hoạt động theo cách mượn pháp nhân công ty để cho các đầu nậu trong thành phố nhập vải sợi. Các vụ gian lận thương mại xuất hiện tại công ty Thăng Long từ cuối những năm 90. Trong 4 chi nhánh của đơn vị này, chi nhánh 3 do Phó Giám đốc Phạm Bá Hiền phụ trách có lối làm ăn liều lĩnh nhất. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, từ tháng 7 năm 2001 đến tháng 7 năm 2002, chi nhánh Ba đã 9 lần bị cục Hải quan thành phố xử phạt vi phạm hành chính về hải quan, trong đó 3 lần vi phạm chậm làm thủ tục, 4 vụ nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, 2 vụ gian lận về nhập khẩu vải. Có người cho rằng vụ này với số tiền trốn thuế lên đến 370 triệu đồng, lẽ ra phải bị khởi tố hình sự. Hình ảnh thiếu tướng Phạm Bá Hiền, nhân vật đang hot hiện nay. Vẫn theo báo Thanh niên thì việc làm ăn khuất tất của Hiền bị lật tẩy ngày 28 tháng 5 năm 2002 khi chi cục quản lý thị trường thành phố phát hiện văn phòng chi nhánh 3 tại số 17 Hàng Thuyên và 65B Mạc Đỉnh Chi, thành phố Hồ Chí Minh hoạt động không phép. Thực chất, chi nhánh này lấy pháp nhân công ty Thăng Long để khoán cho 14 thương nhân kinh doanh vải sợi hàng đầu tại thành phố nhập hàng, sau đó xuất hóa đơn bán theo yêu cầu của họ để hưởng lợi. Ông Hiền đã móc nối với thương nhân nước ngoài, dùng hai bộ chứng từ để trốn thuế nhập khẩu và thuế VAT. Ngoài ra, hiện còn dùng một bộ tờ khai xuất xứ hàng hóa CO gốc của nước ngoài cho in lại, sau đó ghi số lượng và giá thấp hơn nhiều. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong 6 tháng trước khi bị phát hiện, chi nhánh 3 đã gian lận 115 bộ hồ sơ hải quan khai chênh lệch với số vải thực tế là 800.000m và 50.000 kg, trị giá hơn 450.000 USD. Nhà báo kết luận, vậy là đã rõ chân dung ông Hiền. Để hiểu vì sao, tại tòa nhà biệt thự khủng xây năm 2016, vừa qua ông Hiền tổ chức tiệc lên lon thiếu tướng, lại bị dư luận xôn xao lên án đến vậy. Đúng như bác cả trọng nói cái gì mà dân không biết, nhưng điều ngạc nhiên, thậm chí rất ngạc nhiên là tại sao một người có nhiều vi phạm gian dối kinh tế trong 20 năm qua lại vẫn được ai đó tin dùng, thăng quan tiến chức, tư lệnh cả một binh đoàn với 12.000 người và được thăng cả hàm thiếu tướng như vậy. Ngạc nhiên nữa không hiểu tại sao với bề dày thành tích trên, ông Hiền lại được các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng khi ông ta lên lon thiếu tướng trọng thị tưng bừng đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin bề dày thành tích của ông tướng Phạm Bá Hiền. Sau cái lò vĩ đại chưa đốt đến lâu đài, Ngày 6 tháng 6, trên trang Facebook cá nhân của Đỗ Duy Ngọc có một status bình luận về vụ tòa lâu đài của ông Tân Thiếu Tướng đang hot mấy hôm nay. Tác giả cho rằng, hơn 100 năm ở Việt Nam, thực dân Pháp xây nhiều dinh cơ để làm việc, nhiều biệt thự để làm nơi ở, những công trình đó vẫn còn ở hà nội huế đà nẵng đà lạt và sài gòn cùng nhiều nơi khác tất cả đều sử dụng chi phí của nhà nước thuộc địa hầu như rất ít của tư nhân thời việt nam cộng hòa ở miền nam tướng tá cũng nhiều nhưng chẳng mấy người có nhà to đa số đều ở nhà công vụ cư xá sĩ quan hay khu gia binh hình ảnh status trên trang facebook đỗ duy ngọc cũng có người có nhà riêng nhưng không xây dựng to như tòa lâu đài của quý tộc châu âu như căn nhà của vị thiếu tướng quân đội nhân dân việt nam ở hà tĩnh vừa được báo chí nhắc tới nghe nói tòa lâu đài này là do thân mẫu của thiếu tướng hàng ngày đạp xe đi bán rau đứng tên tác giả mỉa mai nhận xét hay thật bán rau mà cũng có hàng trăm tỷ để xây nhà lương thiếu tướng bao nhiêu một tháng con số đó ai cũng biết chẳng phải là điều gì bí mật Thế thì ông tướng lấy đầu ra lắm tiền mà làm căn nhà kinh thế Bán rau làm gì nhiều tiền đến thế Lương tướng cũng đâu có lắm thế Kết luận là căn nhà này hình thành từ nguồn tiền nào Câu hỏi mà ai cũng trả lời được Mà sao cái lò vĩ đại đến giờ vẫn chưa lên lửa Tác giả so sánh Ngày xưa kẻ ăn hối lộ, tham nhũng, giấu của cải, vàng bạc thâu tóm được Như mèo giấu cứt Giờ đây thì khác cán bộ tha hồ khoe của, nào biệt thự, nào xe, nào con cái đi học ở nước ngoài, vợ toàn sắm hàng hiệu, nào những cuộc ăn chơi dù hí còn hơn những tây tư bản của các nước giàu. Chỉ mới lên tướng mà tài sản đã như thế, thử hỏi các cấp cao hơn còn giàu có đến đâu. Đất nước mãi nghèo là đúng quá rồi, phúc lợi đáng lẽ chia đều cho mọi người, nay chỉ có một nhóm chia chát nhau hỏi sao dân không khổ. Rồi tác giả chua chát đánh giá, dân ốm đau vào bệnh viện nằm 3-4 người một giường, người bệnh không có tiền mua thuốc, có người phải bán máu để mua sách cho con đi học, nhiều gia đình không có máy lều để ở, sống và vật qua ngày. Hàng ngàn công nhân bị cho nghỉ việc, kéo theo hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh bế tắc, hình ảnh tòa lâu đài đang hot hiện nay. Những đứa trẻ vùng cao đến trường với bụng trống và manh áo tả tơi trong cơn gió lạnh, cũng có những đứa trẻ đến lớp bằng bao ni lông trùm đầu nín thở qua sông suối vì làng xã chẳng có cầu biết bao người dân đang khó nhọc vì vật giá tăng xăng tăng điện tăng tất cả đều lên giá mà đồng lương thì mãi cầm cõi thế nhưng những biệt phủ những biệt thự sang trọng của các lãnh đạo liên tiếp mọc lên những đồng tiền thu được hàng ngày vẫn được xài như giấy hố sâu giàu nghèo càng lúc càng lớn bất công càng ngày càng nhiều và từ đó dần mất lòng tin Chứng cớ sờ sờ ra đó chẳng cần thanh tra điều tra cũng có kết quả. Sao những ngôi nhà vẫn lừng lửng giữa trời như những mũi dao đâm vào ngực dân đen, như cái gai trong mắt những người khốn khổ. Cuối cùng tác giả kết luận những biệt thự như thế càng nhiều, dân đen càng mãi đói nghèo và tiền đồ còn tối đen hơn kiếp nạn của chị dậu ngày xưa. Từ những nhận định của tác giả cho thấy ngày nay người dân đã không còn tin vào những chiêu trò tuyên truyền của đảng tin vào sự thật tâm chống tham nhũng của tổng trọng có vẻ như công cuộc đốt lọ của ông trọng đã thất bại hoàn toàn công cuộc này vừa không thể làm trong sạch được đảng của ông vừa phơi bày ra cho người dân thấy được sự thối nát có hệ thống của toàn cái đảng mà ông là người lãnh đạo tối cao vừa phơi bày sự dối trá của chính ông khi mạnh miệng hô hào chống tham nhũng không có vùng cấm vừa làm lơ cho cánh hậu của ông mặc sức hoành hành Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin sau cái lò vĩ đại chưa đốt đến lâu đài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê